quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Hôm nay Lý Hương có dịp đi qua quận 6 và bây giờ thì đang có mặt ở ngay chợ Bình Tây. Đây là hình ảnh chợ Bình Tây đã được coi như là trùng tu sửa chữa, đã đi vào hoạt động cũng cả hơn cả năm rồi. Và bây giờ thì Lý Hương xin mời quý vị cùng với Lý Hương dạo quanh một vòng chợ Bình Tây nha. Xin mời cả nhà đi thế nào. Ở phía trước có rất nhiều cô bán khá là nhiều những cái gánh chè với là cúng riêu nè. Ở khu vực bên đây là khu vực gửi xe. Wow, đây. Đó, bây giờ là tầm khoảng chiều chiều quý vị. Chợ Bình Tây. Đây là một ngôi chợ rất là lớn của ông Quý Đàm ngày xưa lập ra. Rồi bây giờ Lý Hương nha sẽ mời quý vị quẹo đi một vòng chợ Bình Tây nha, dành cho những quận 6 cùng với quận 5 là những cái mảnh đất mà lâu đời của Sài Gòn. Đây, dọc đây quý vị thấy không? Có rất là nhiều những mặt hàng ổ vô ngay đây, nghe mùi là khô, bò khô mực các kiểu. Tôm khô, bò khô mực, các loại trái cây sấy của Đà Lạt. Rất là đông. Hố qua cà ớt đó, và món một món ăn hoa. Vực đó là bán khô, cái đu sấy, bánh tráng, các loại. Đây, giờ qua Phan Văn Khỏe. Giờ này cũng tầm giờ chiều, rồi chúng ta sẽ quẹo qua bên trái nhau vậy. Đây là chiều, khoảng tầm 4 mấy 5 giờ. Tại chợ Bình Tây, Sài Gòn. Đây là bán đồ ngủ, mấy cái hộp đồ ngủ, bịch ni lông, bóng bóng. Nói chung là đồ ngủ. Rồi quẹo phải, quẹo trái, quẹo trái, quẹo trái. Rồi khu bên đây là bán cái đồ chơi trẻ con, bóng bóng, cá cầu, cũng là bánh tráng. Rất đông. Bánh tráng trộn, món ăn khoái khẩu và đầu vừa Bình Tây. Rất nhiều sạp không quý vị. Đó, nhiều loại lắm. Chợ đầu mối.
đầu đầu mối nữa là chở đến đây cái đó. Muốn mà quay được mấy đầu mối đó là phải đi mấy giờ, là tầm sáng sáng sớm sớm gần trung thu quý vị ơi, lòng đè quay lại điểm phút đầu nè quý vị. Đây là góc đường Trần Bình, cắt với đường Tháp Mười đây. Các tiểu thương thường là chạy đến đây nè, tay sắp nắp ngoan. Bây giờ chúng ta đang đi qua hàng dài. Ồ, nhiều tiểu thương ở Bình Dương cũng thường là đâu đâu xuống dưới đây để lấy thêm đồ về bán chợ đồ mới. Ồ, có mấy áo dài nè, áo dài nam. Rồi chạy quay em, chạy quay em nè, này quay nè. Chúc bán đắt nha. Thương rồi quý vị. Rồi chúng ta vô giữ xe, vô chợ bên tay chơi. Mua ít đồ. Chợ đồ mối xịn. Giữ xe ở đây là từ 6:30 cho tới 18:00. Rồi. Đây ra 4.000. Quậy cho cô Chính gỡ màu kẹo chú quậy. Thank you.
thường cũng trả về. Về vậy con đi qua chợ nhỏ luôn rồi nha. Tỏi ớt băm rồi. Để đi qua Hòa Bình mới nhìn. Không, quay đi qua Hòa Bình. Nó bể xuống lại. Thôi thôi thôi. Đèn đỏ nha. Đi qua 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 bên quẹo dòng đảo á.
mình còn tới 26 giây nữa mới được đi. Cái này là đi thẳng là khác, mà đi quẹo là có đường khác nữa. Nắng quá trời nắng. Đi. Kiên tổng hùng. Trời ơi, mà cái lòng của gì không? Đi một vòng, đi một vòng, cứ đi một vòng, đi một vòng miếu qua.
Rồi, vừa phải đi.